Em chào cả nhà nha. Đang xịt dọn rửa em đi Suzu nè cả nhà. Đang xịt dọn rửa em đi Suzu này tải chợ tổng trọng tải dưới 5 tấn nha cả nhà ơi. Tổng trọng tải dưới 5 tấn nha. Đó xe vào thành phố. Bà con nào mua chở vật liệu xây dựng nè, chở đá hoa cương. Đó, nói chung thấy thích hợp với nhu cầu với công việc cứ alo lại cho em đồng An Phát nha. Đó. Xe đang xịt rửa dưới chân nè. Dơ quá. Đó, rửa chân thôi. Còn ở trên là không dám xịt đâu, ở trên là dây điện các kiểu con nào điểu ha. Vỏ lốp của em nói nè, trong vỏ lốp này còn tương đối thôi, vỏ lốp thì ha, bên kia hai lớp kia là vỏ xa mà sợ đổ nó ngoài được chứ vỏ trong là mòn quá rồi. Còn quan tâm cứ alo cho em nha. Đó, quan tâm cứ alo cho em bằng phát nha. Đây Suzu nè, đời 2015 ha, tải 1.9 nha cả nhà. Xe này là mới xét đăng kiểm nha, mới xét đăng kiểm luôn. Con này là giờ lau dọn sạch sẽ cho cả nhà của mình nha. Nè, nước ướt giờ nè, lột sàn cho cả nhà mà luôn, lau chùi để mà bán được một con xe hoàn chỉnh mà bà con mình thấy đẹp á. Nó trải qua rất là nhiều quá trình nha cả nhà. Rồi. Nhà quan tâm cứ alo cho em nha. Rồi xin chào nha.